yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt đầu sớm áp dụng giải pháp để giúp thải độc máu, làm sạch chuyển máu, cân bằng chuyển hóa, thì có phải là giúp chúng ta có được sức khỏe tốt hơn không ạ? Và chúng ta bắt đầu sớm thì chúng ta cũng có thêm những cơ hội kinh doanh nữa. Và đấy là một trong những cái yếu tố để tạo nên kết quả tuyệt vời của chương trình tự nhiên 2023. Và chúng tôi rất tự hào nói rằng 2023 giai đoạn 1 chúng tôi đã thành công vượt mức kế hoạch đề ra, vượt mục tiêu đề ra. Đó là mục tiêu giai đoạn 1 từ 2021 đến 2023. Mục tiêu là đạt 50.000 thành viên. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì trung tâm khoa học trí tuệ tự nhiên đã đạt được trên 73.000 thành viên trên toàn thế giới. Cũng đặt mục tiêu chúng ta phải ăn mừng to chứ sao mừng yếu thế. Và trong đó, sau gần một năm phát triển giải pháp sức khỏe vàng, thì chúng ta đã đạt được trên 10.000 thành viên về chăm sóc sức khỏe chủ động. Đó. Và chúng tôi không dừng lại đó và luôn mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn, thách thức hơn. Và đây cũng là một trong những cái lợi điểm, những cái yếu tố mà chúng ta xứng đáng để thế giới gọi tên, để hoàn thiện mục tiêu của giai đoạn 2 là 2024 đến 2026 sẽ đạt 500.000 thành viên trên toàn thế giới. Và giai đoạn 3 là 2027 đến 2029 sẽ đạt tổng 5 triệu thành viên trên toàn thế giới. Các bạn nhìn thấy mục tiêu của thách thức không ạ? Có câu rằng là muốn đo nhiệt kế của một doanh nghiệp thì hãy đặt nhiệt kế vào mồm của lãnh đạo. Với mục tiêu của chúng tôi có đủ lớn và mạnh mẽ hay không?